Vâng, chào mừng các bạn trở lại với kênh giới thiệu thiết bị âm thanh của TL Audio. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn hai cái sản phẩm của Acuphase, đó là chiếc đầu CD DP430 và chiếc âm ni Acuphase E600 dòng thuần Clara. Đây là hình thức của hai chiếc máy mà mình muốn giới thiệu đến các bạn. Thì đầu tiên thì chúng ta đi vào một chút về cái đầu CD DP430, đó là đây là một chiếc đầu cao cấp kèm tính năng giải mã. Thì ở phía sau của chiếc đầu 430, hãng có cho chúng ta cái đường vào chuẩn USB digital và coaxial làm phần giải mã, và đầu ra là coaxial và digital cùng hai cái chuẩn, đó là RCA và chuẩn 35. Đấy là những cái khả năng kết nối của chiếc đầu và cũng như là cho phép chúng ta vận hành làm chiếc DA cao cấp. Đó. Thì với chiếc âm ni Acuphase E600 thì đây là một chiếc âm ni thuần Class A, cho chúng ta công suất là 120W ở 2 ohm và 60W ở 4 ohm và 30W ở tại 8 ohm. Đó. Thì chiếc âm ni thiết kế cái cọc đấu loa phía sau gồm có cọc A và cọc B cho chúng ta vận hành độc lập mà A hoặc là A cộng B. Đó. Thì đồng hồ của chiếc âm ni Acuphase E600 này có thể chuyển đổi, là chúng ta có thể là bật cái đèn volume và có thể tắt đèn volume cũng như là tắt hệ thống đèn quắc, đèn tia. Đây chính là cái điều đặc biệt ở trên chiếc âm ni Class A E600 này. Đó là một vài cái thông tin cơ bản mình xin gửi đến các bạn. Thì sau đây mình sẽ test cái bộ âm ni và chiếc đầu CD DP430 cùng E600 vào cặp loa Tannoy Stacking T2 Dub. Mình sẽ nuôi ra một chút đây. Đó, thì đây là cái cặp loa mà hôm nay mình sẽ tham chiếu vào cái hệ thống máy. Thì mình cái chương trình phát hôm nay mình phát test hai cái sản phẩm này, đó là cái album Mắt Biếc của ca sĩ Bằng Kiều. Đó, thì mình sẽ phát luôn cái bài 1 Nệ Đá để các bạn nghe. Đó, xin mời các bạn cùng nghe cái hai chiếc máy và hệ thống loa làm việc. Bây giờ là nước mắt cuối nguồn một thoáng nhớ mong manh.
chất chiêu kỷ niệm dĩ vãng. Em nhớ gì không em mơ, màu áo thiên thanh thơ lấy ngày nào, chìm khuất trong mưa mưa bay dạt dào, đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc nhớ người em và mở mắt bia suối hẹn hò trăng xanh đầu. Những đêm sâu đèn vàng héo hắt, ái ân bây giờ là nước mắt, cuối hồn một thoáng nhớ mong anh. Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn, xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mơ sao trời đừng bão tố gắn bó tháng ngày làm em say nguồn thơ. Tình yêu đã vỡ cánh rồi, là hoa gió mặt trời, chắc chiều kỷ niệm dĩ vãng. Trong em ơi, màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào, chìm khuất trong mưa mưa bay dạt dào, đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc nhớ người em và màu mắt biếc suối hẹn hò trăng xanh đầu nối. Thưa xưa một trời luyến tiếc nhớ hồi em và mở mắt biết suối hẹn hò trăng xanh đâu. Vâng, thì em đã kết thúc cái video test cái bản nhạc Lệ Đá. Thì có một cái chút góc khuyên với các bác là khi mà chúng ta đặt cái hệ thống dàn ấy, thì chúng ta không nên đặt cái chiếc đầu trên một cái chiếc Omni Class A nó nóng như này. Thì khi mà mình vận hành cái thời gian mình sử dụng nó dài ấy, thì cái phần tản nhiệt nó sẽ ảnh hưởng lên cái chiếc đầu của chúng ta. Mà chúng ta nên để những cái đầu trên những cái kệ như thế này để cho nó được an toàn hơn. Thì mình cũng thấy khá nhiều bác là đang để cái hệ thống dàn như này, thì mình có một cái lời khuyên là không nên để thế này. Tại sao mà hôm nay mình để thế này thì là do là mình làm một cái video cái thời lượng nó khá là ngắn, cho nên là muốn để thế này để các bác có cái sự so sánh về cái design cũng như là có những cái nét tương đồng giữa hai cái sản phẩm để chúng ta phối ghép nó được cái hình thức rất là đẹp đó. Thì mình xin kết thúc cái video tại đây.